Xin chào các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần mail mật của đề 1. Phần 2 đó là về xử lý văn bản. Thì đây là cái yêu cầu, là cái danh sách người ta đã cung cấp sẵn và các bạn sẽ đặt tên là mail mật. Thì các bạn sẽ soạn một cái giấy chứng nhận khổ A5 như vậy, và các thông tin yêu cầu chiến sĩ thi đua hoặc là trưởng phòng là thành tích. Thì bước 1 thì chúng ta sẽ soạn được một cái giấy chứng nhận. Thì để làm như vậy thì giấy chứng nhận các bạn sẽ chọn đó là khổ A5 và lật ngang. Tiếp theo là hai cái logo và cái rem ở ngoài, thì các bạn vô insert chọn cái picture. Thì trong cái nguồn của cái đề nó sẽ cho sẵn, sau đó các bạn định dạng và nhập dữ liệu như trên hình. Sau đó chúng ta đi tiến hành mail mật, vô mail link, chọn start, step by step. Các bạn cứ nhấn đến khi nào nó hiện cái khung thoại này thì các bạn sẽ trỏ đến cái nguồn dữ liệu. Rồi cái đề người ta kêu là gì, nhân viên là chiến sĩ đi đua hoặc trưởng phòng là xuất sắc, thì các bạn vô filter để các bạn lọc ra. Thứ nhất là gì, chức vụ là nhân viên. Và thành tích chiến sĩ thi đua hoặc chức vụ là trưởng phòng, thành tích là xuất sắc. Như vậy là chúng ta đã lọc dữ liệu theo đúng yêu cầu của đề bài. Sau đó các bạn cứ tiếp tục đến hết cái chinet là thôi. Vậy cái quá trình mà đã kết nối dữ liệu đã diễn ra xong. Bây giờ chúng ta sẽ đưa dữ liệu ra. Các bạn cứ vào insert mớ field, đưa ra đúng theo cái vị trí của cái các cái trường, chức vụ và cái danh hiệu. Đến đây là quá trình đưa dữ liệu đã xong. Nhưng mà cái đề còn khống chế là nếu là nam thì ghi là ông, còn trưởng phòng thì ghi trưởng phòng, phía trước chữ thành tích. Thì để xử lý dữ liệu thì các bạn sẽ vào trước cái chữ ông, các bạn vô cái rule if Daniel, thì nếu phái là nam thì ghi là chữ ông, còn ngược lại là ghi bà. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi trước cái chữ thành tích này nè, cũng tương tự như vậy, rule if Daniel, nếu thành chức vụ là trưởng phòng thì sẽ hiện cái chữ trưởng phòng ra, ngược lại là để trắng. Sau đó các bạn sẽ mở ra cái sản phẩm, đây là sản phẩm của chúng ta. Sau đó các bạn lưu cái sản phẩm này lại vào trong cái thư mục mail mật với tên là sản phẩm. Và cái file mail mật này cho các bạn cũng lưu chung như vậy. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần 2 trong đề 1 về định dạng văn bản.